Đây, bánh tráng bé chip. Ờ, ăn vặt. Bánh tráng bé chip. Dạ rồi. Khi mà đặc biệt là các anh chị văn phòng ấy, khi mà làm việc xong rồi á, mình ăn cơm xong rồi luôn, mình cảm thấy là muốn nhai nhai một cái gì đó, muốn ăn một cái gì đó cho nó ngon ngon ngon, cho nó giải trí, thì mình có thể sở hữu ngay mình một sản phẩm này. Ai cũng thích hết, ai cũng cần ha. Rồi xin được mời chị có thể giới thiệu một tí về sản phẩm của bên công ty mình ạ. Rồi, đây là một sản phẩm đến từ rất là xa, đó là vùng đất Tên Dương Lâm Đồng Đà Lạt của mình nè. Và đây là món ăn đặc sản mà tất cả những khách hàng, những người đến du khách họ đến Đà Lạt, họ đều thưởng thức món này à. Ai mà không thưởng thức cái món này là không phải là đến Đà Lạt luôn. Và hôm nay đã có mặt tại hội chợ của chúng ta, xin mời các anh chị mình hãy đến đây mua bánh tráng bắp rút từ Tên Dương. Và hôm nay tại hội chợ này, chỉ tại tại hội chợ này thôi thì giá cực kỳ tốt, chỉ là 25.000 tiền mặt và 10.000 bánh tráng mình sẽ sở hữu được sản phẩm này. Xin mời quý vị hãy đến đây, mình được đến ngay hàng này để sử dụng miễn phí và mình sẽ mua hàng nha. Xin mời rất tuyệt vời. 25k tiền mặt và 10.000 Bitcoin là sở hữu ngay cho mình một sản phẩm ăn uống rất là ok. Dạ, chắc chắn phải sở hữu một cái rồi. Một lát em sẽ quay lại em lấy một cái nha. Em khi thử miếng đi là mới biết chứ. Dạ. Dạ. Em thử chứ. Thôi đây là dùng thử hoàn toàn miễn phí. Yes. Trải nghiệm rất là tuyệt vời nha quý vị. Rất là ngon, rất thơm ngon. Ừ. Mùi vị thế nào? Mùi vị thế nào? Rất là thơm, ngon. Mùi vị rất là ăn là nhớ liền à. Có một tí là tép đúng vậy. Tôm khô. Dạ, dạ rồi. Có một vị tôm khô, vị mắm ruốc và vị gì? Tỏi. Có ba vị, vị tôm khô, vị mắm ruốc, vị tỏi. Yes. Một lát nữa phải mua nha, phải ăn nha. Ok. Dạ rồi, cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Rồi xin mời quý vị hãy chúng ta cùng khám phá những sản phẩm của gian hàng tiếp theo nha. Mua bán, trao đổi hàng hóa rất là sôi nổi và tấp nập. Và rất mong là quý vị chúng ta hãy còn nhường chờ nữa, hãy nhanh chóng đến với hội chợ mua sắm cùng Bitcoin sở hữu cho mình những sản phẩm chất lượng với những mức giá ưu đãi quý vị nha.